Chào mừng bạn đến với channel Trải nghiệm Game. Liliana là một vị tướng chuẩn pháp sư thuần túy, không chỉ được đánh giá là một pháp sư cấu diễm mạnh, Liliana còn được mệnh danh là một sát thủ biến hóa nguy hiểm. Liệu đó phải là sự thật và lý do gì khiến cho Liliana bá đạo đến mức các trận đấu giải ở Đài Loan đều phải cấm cô nàng, và sức mạnh của Liliana đến tuột cùng là bao nhiêu? Cùng tìm hiểu ngay nhé. Lý do 1: biến hóa khôn lường. Liliana là pháp sư đầu tiên trong Liên Quân có 6 chiêu thức ở hai dạng cáo và người, với khả năng hồi chiêu 6 giây cho một lần biến đổi, khiến cho Lily có khả năng biến đổi khôn lường chiêu thức tung ra liên tục, giúp cho cô nàng cực kỳ biến ảo, khiến Liliana trở thành chuẩn mực pháp sư biến hóa khôn lường bậc nhất Liên Quân. Lý do 2: khả năng cơ động cao. Việc được tăng tốc độ chạy ở dạng Holy cùng 3 lần lướt tròn, khoảng thời gian cực kỳ ngắn nhờ 2 lần lướt ở chiêu cuối khi biến đổi và 1 lần ở chiêu 2 dạng cáo. Các chiêu lướt của Liliana có thể vượt qua các chướng ngại vật, kể cả tường dày, giúp cô nàng là pháp sư cơ động bậc nhất Liên Quân. Khả năng biến hóa khôn lường của Lily chính là sức mạnh của cô nàng áp chế mọi đối thủ khác. Lý do 3: sát thủ cực mạnh. Là pháp sư cơ động nên việc áp sát mục tiêu nhanh là một điểm mạnh của Lily. Không chỉ vậy, Lily còn có lượng sát thương cực lớn nhờ hai khả năng cấu rỉa và sốc sát thương ở các chiêu thức, nên Lily được đánh giá là một vị tướng sát thủ cực mạnh, có thể dồn sát thương đơn mục tiêu và đa mục tiêu, đặc biệt trong việc bắt lẻ các vị trí chủ lực địch. Không chỉ là vị tướng chuẩn mực pháp sư biến hóa khôn lường, mà bản chất sát thủ không hề kém cạnh. Lý do 4: khả năng không thể bị chọn làm mục tiêu. Giống với Jill hay Modat, điểm làm nên điều đặc biệt của Lily là chiêu cuối không bị chọn làm mục tiêu, giúp khả năng băng trụ hoặc là ám sát của cô nàng trở nên hoàn hảo hơn. Đây chính là một vị tướng chuẩn pháp sư mà biến ảo quá khôn lường, khó mà kém cạnh bất kỳ vị tướng nào hiện tại của Liên Quân. Lý do thứ 5: đây là một món quà tuyệt vời cho anh em vào ngày 8 tháng 3 dành cho các tình yêu của mình. Việc được ra mắt vào đêm ngày 8 tháng 3, rạng sáng 9 tháng 3 là một dịp vô cùng đặc biệt. Đó là lúc các kiện tướng thể hiện tình cảm của mình với crush, với bạn gái mà cùng chung đam mê Liên Quân. Và chắc chắn là một món quà tuyệt vời nhất. Bảng ngọc phù hợp cho Lily đó chính là ngọc đỏ, 10 viên công phép, xuyên phép. Ngọc tím, 10 viên, hút máu phép. Ngọc xanh, 10 viên, tốc đánh, xuyên phép hoặc công phép giảm hồi chiêu. Thanh niên Omen thì mới căng cò cho anh em ơi. Kiểu này là chúng ta phải cấu rỉa từ xa rồi. Gặp các thanh niên có khả năng cận chiến mạnh như Omen, anh em điều đầu tiên cần phải biết khi mà đấu Liliana đó chính là chúng ta cấu rỉa bằng chiêu thức 1 làm choáng này. Chiêu thức 2 cấu rỉa ở trong khoảng vùng anh em ơi. Cái khoảng vùng của Liliana ấy, vừa làm choáng với lại vừa cấu rỉa từ xa, anh em có thể nhìn thấy đầu tiên đó chính là rất là giống, đó chính là cái khả năng làm choáng của Alice đúng không ạ? Đó, chơi luôn cận chiến khô máu luôn, không đánh được thì ta lại chạy đúng không ạ? Đó, ok, cấu rỉa chết luôn. Căng mê. Tự dưng mình lại bị ăn cái quả phản đòn anh em ơi. Anh em có thể thấy là sau khi tôi đánh một đòn đánh thường lên cái chiêu thức 2 của thanh niên Omen kia, tôi bị phản lại sát thương, thành ra tôi bị mất khá máu. Ok, đầu tiên thì khi mà solo ấy, đấu với một vị tướng rất là khó nhằn như Omen thì lên cái quyền trượng rờ hia rất là quan trọng, giúp cho chúng ta có khả năng sinh tồn tốt hơn. Nhưng mà nếu anh em mà đấu ở một cái trận đấu 50 năm ấy thì lối lên trang bị nó lại khác đôi chút nhé, thằng này mày chết chắc rồi. Ok, con Liliana này nó cực kỳ cơ động anh em ơi, chỉ cần thấy được mục tiêu và có cơ hội là chết chắc rồi. Đó là lý do vì sao Liliana là một vị tướng vét mạng rất là đáng sợ, đặc biệt là đơn mục tiêu. Chính vì vậy nếu mà có một xạ thủ nào đấy mà đi lẻ ấy, thì anh em nếu có Liliana chỉ cần tung đủ bộ combo thì chắc chắn là tướng xạ thủ đó lên bảng gần như 99%. 1% còn lại là do vị tướng đó, một là cơ động, hai là đồng đội của hắn ta đến quá kịp, và thứ ba đó chính là lý do là chúng ta chơi quá tệ mà thôi. Liliana mạnh từ đầu game anh em ơi. Anh em nếu mà xem tuyển thủ Xuân Bách của Game TV thì chắc hẳn biết rồi, Liliana khi mà đối đầu với Daurel gần như là có thể counter toàn bộ cái khả năng của Daurel, khiến cho cô nàng Daurel chỉ biết ôm trụ khóc mà thôi. Nếu mà không có sự can thiệp từ đồng đội, đó chính là sự lợi hại của Liliana, một vị tướng mà cực kỳ đáng mua anh em ơi. Khi mà ra mắt vào mùng 9 tháng 3, tức là thứ 6 đấy ạ, trước mùng 8 tháng 3 một chút nhưng không sao. Đó chính là một cái món quà tuyệt vời dành cho các crush của mình yêu thích. Tại sao? Tại vì vị tướng này, thứ nhất ấy, ngoài cái vẻ đẹp lộng lẫy ra thì bộ chiêu thức thực sự là quá biến ảo luôn. Ba chiêu thức có khả năng vượt địa hình anh em ơi.
Đầu tiên đó chính là chiêu thức 1 dạng cáo nha anh em ơi. Sau đây là chiêu thức 2 dạng cáo và chiêu thức chuyển hình sang cáo với lại chuyển cáo ra người. Đó chính là ôi mày, ông lại sợ mày quá, chơi luôn anh em ơi, khô máu nhé. Khô máu luôn. Để xem mèo nào cắn biểu nào, nhưng mà xem ra là thanh niên Omen hơi căng còi anh em ơi, không sao. Chúng ta có khả năng hồi chiêu rất nhanh. Và đặc điểm tuyệt vời nhất của Liliana chính là sức sát thương tốt, ngoài ra còn có khả năng hồi phục nội tại. Ôi mẹ. Lầy. Ok. Tranh thủ lên để trụ luôn. Thanh niên kia rất là lầy luôn. Xem ra là thanh niên kia hơi tự tin thái quá với khả năng của mình. Ôi giời, sợ quá. Đó, thấy chưa? Chiêu mình có hai khả năng cơ động bậc nhất, đó chính là từ chiêu cuối và chiêu 2 khi chúng ta ở trong trạng thái hóa cáo. Chính vậy nếu mà Liliana đi solo đứng mid mà được nhường bùa xanh thì không còn điều gì tuyệt vời hơn anh em ơi. Đuổi đi. Ông lại nhờ cái, không thể đuổi được anh em ơi. Quá là nhanh và mạnh, cho ăn một quả linh đạn luôn. Bây giờ mặt thẳng, linh đạn nó có một cái tầm không quá xa đâu anh em ơi, nên là nếu mà anh em mà sử dụng ở tầm xa quá thì ôi, tính mệnh thanh niên này gọi ra, giỏi ra đây. Ngon thì bơi vào đây. Tưởng mình ngu ấy. Một vị tướng cận chiến solo hàng đầu thì dại đâu mà mình lại ra kia đất thính luôn nào. Ôi giời, hèn. Đó anh em có thể thấy là thỉnh thoảng đi solo gặp rất là nhiều thanh niên muốn khiêu khích mình, nhưng mà mình lại không sợ, mình cứ đứng từ xa câu gì cơ để xem mà thanh niên nào gọi là lầy lội hơn đúng không ạ? Ai lầy lội hơn thì người ấy thắng thôi. Thanh niên chắc là sắp không chịu được rồi. Chúng tôi vừa solo 13 phút rồi anh em ơi. 13 phút chúng tôi cấu rỉa nhau. Thanh niên Omen đang mất bình tĩnh dần, và thằng nào mất bình tĩnh dần thì thằng ấy thua đâu. Úi trời, thấy anh em biết chưa? Cái chiêu cuối của nó bị mất luôn bởi vì tôi sử dụng cái chiêu cuối không thể bị chọn là mục tiêu. Đấy. Định mệnh. Chơi thật là cứng. Hiện tại thì đừng tưởng là nhìn Omen máu giấy mà chơi nha anh em ơi, nó cứng lắm. Đó. Sợ quá cơ, chơi luôn. Cái này là lúc này là tôi đang có mặt nạ Berit rồi anh em ơi, mặt nạ Berit đánh theo phần trăm máu rất là bá đạo. Ui, sợ quá, có bất tử nè. Chơi luôn, hết chiêu 2 rồi chứ cưng, chết nè. Đó. Cái khả năng hồi phục với lại cái khả năng cấu rỉa rất là bá đạo của Liliana. Ủa trời, súc vật chứ, tôi là cáo, súc vật đeo gì, vớ vẩn. Ok, chúng ta kết thúc ở cái trận đấu cận chiến đầu tiên này thôi anh em ơi. Vậy là tôi vừa giới thiệu xong cho anh em về sức mạnh của Liliana rồi. Một vị tướng rất là bá đạo đúng không nào? Chúng ta tiếp tục về trận đấu 5v5 nhé. Ok, trận đấu 5v5 này khá là căng cơ khi mà tôi gặp ngay thanh niên Tulen này. Ok, chơi luôn. Đi viện rồi em ơi. Đó. Ok, tiếp lại thanh niên Omen không sao. Chúng ta có đầy đủ chiêu thức sợ gì đúng không nào? Thực sự thì cái vị tướng này là một vị tướng sử dụng năng lượng rất là thấp. Chính vậy anh em cứ xài thả ga nha anh em ơi. Ok, chơi luôn. Có đồng đội ở đây rồi. Chết nè. Đó. Cái chiêu thức khi mà chúng ta hóa cáo ấy, anh em được tăng tốc độ di chuyển rất nhiều. Chính vậy khi mà anh em đi ganh hoặc là đi đảo len ấy, tức là đảo đường ấy, đảo đường đi ganh hoặc là đảo đường đi đẩy trụ các kiểu gì đấy, thì anh em cứ để ở trạng thái hóa cáo nha anh em ơi. Nếu mà anh em để ở trạng thái người thì nó di chuyển cực kỳ chậm, nhưng mà anh em để ở trạng thái hóa cáo thì anh em được tăng cái tốc độ di chuyển và giáp các kiểu rất là nhiều. Đó chính là lý do vì sao nếu mà solo 1v1 đối với các xạ thủ thì anh em không cần phải ngại gì cả đâu, cứ quất tới bến luôn. Liliana rất là bá đạo, trừ khi anh em cạn sạch mana. Cho dù là vị tướng này, đừng quên nhé, vị tướng này là vị tướng sử dụng cực kỳ ít mana và gần như không có một vị tướng nào có sử dụng ít như vậy. Khả năng biến hóa mạnh, khả năng cấu rỉa từ xa có, khả năng sốc sát thương và cận chiến đều tối ưu với khả năng tạo giáp từ một vị tướng pháp sư rất là bá đạo như Liliana. Chẳng có lý do gì mà khiến chúng ta không nên mua vị tướng này cả. Đó là lý do vì sao mà hôm nay tôi review sớm cho anh em về vị tướng Liliana, để mà anh em thông báo cho anh em, đó chính là chuẩn bị quà Tết đi, mùng 8 tháng 3 rồi. Đó. Quà gì không quan trọng, trang sức, đồ đạc hay là kim cương, đá quý, mấy cái thứ kia nó chỉ là người ta gọi là gì ta, phù du mà thôi. Liliana và đấu trường liên quân mới là thứ quan trọng nhất anh em cần phải để ý đến. Ok baby, chơi á. Chơi gì vậy, chơi luôn anh em ơi. Anh em đừng quên là cái chiêu thức cuối của chúng ta là không thể bị chọn làm mục tiêu nhé. Anh em chỉ cần vận dụng đúng và chuẩn là ok rồi. Ôi giời, thanh niên. Ui dồi ôi, quay lại đúng ngay quả linh đạn. Trên đây là top 5 lý do khiến cho Liliana trở thành pháp sư số 1 và đáng mua nhất. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và thứ hai, đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.